Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học Angular cùng với Coders Tokyo. Thì ở video trước chúng ta đã đi qua một cái sơ đồ về cái to-do app của chúng mình. Thì ở video này chúng ta sẽ bắt đầu dùng Angular CLI để generate những file mà mình cần. Thì có 5 component và 2 service. Bên cạnh đó mình sẽ có thêm 2 file nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Thì bạn nào bắt đầu không có coi part 1 thì hãy check out cái branch part 2 này nhé. Ok, trước hết là mình sẽ có component to-do list, và mình không muốn có file test thì các bạn hãy làm spec bằng false. Kế tiếp mình có components là to-do input, to-do item trước, spec bằng false. Cái này mình có components to do input, spec bằng false. Cái tiếp mình có components header, spec bằng false. Và cuối cùng mình sẽ có components footer và spec bằng false. Ok, cái tiếp mình sẽ cần service. Thì là NGGS services, mình có to-do service, và mình có local storage. Okay. Thì Angular CLI nó đã tạo cho mình tất cả những cái file này, và nó update cả app module cho mình. Đó, mình thấy không? Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo thêm hai file mà chúng ta sẽ cần, đó chính là models. Thì models, khi mà làm việc với Angular và làm việc với TypeScript thì các bạn nên làm quen với model. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là to-do của mình có cái gì. To-do mình có content, là nội dung của cái to-do đó, là to-do này được complete hay chưa. Ok, và một cái ID thì mình gồm ba phần, đó chính là ID, content và is completed. Thì đó chính là cái to-do model của mình. Kế tiếp mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có ba cái bần này. Các bạn có thấy là khi mà mình chọn all thì nó sẽ có cái border. Mình chọn active nó có border, mình chọn completed nó có border. Thì cái bần này nó cũng phải có một cái model, nó mình sẽ gọi nó là filter bần. Thì nó gồm có cái gì? Nó sẽ gồm có cái type là filter active hay là completed hay là all. Nó sẽ có label, thì cái label là cái hiển thị ở đây, và cuối cùng nó sẽ có is active là đang được chọn hay không. Thì nếu mà đang được chọn thì nó sẽ có cái border này, thì nó cũng sẽ gồm ba phần là type, label và is active. Ok, trước tiên chúng ta sẽ làm việc với lại to do model. Vậy thì mình sẽ tạo là to do model .js. Thì đây là cái naming convention của Angular. Thì to do model mình sẽ làm một cái class là to do. Constructor. Ok, mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có là ID, đúng không? ID sẽ là number. Mình sẽ sử dụng là timestamp để làm ID cho cái to do của mình, vì timestamp khá là dễ khá là dễ áp dụng và cũng rất là không có bị trùng nhau. Thứ hai sẽ là contents, là string. Thứ ba là gì? Is completed, là một boolean, đúng không? Okay. Thì khi mà mình tạo một cái to-do mới thì mình cần truyền vào cái gì? Mình sẽ cần truyền vào một cái ID là number, content là string, và is completed. Mình sẽ không cần truyền vào is completed. Ở dưới đây mình sẽ có this ID bằng ID, this content bằng content, và this is completed bằng false. Thì những cái to-do mới lúc nào nó cũng sẽ là is complete này cũng sẽ là false hết, tại vì mới tạo mà, đúng không? Thì đâu có complete được. Ok, thì đây chính là cái to-do model của mình. Và ở đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách viết ngắn gọn hơn. Thì mình sẽ viết lại là constructor. Ở bên trong này mình sẽ có public ID là number, public content là string, public is completed là completed boolean, và
bằng false. Thì cách viết này tương tự với cách viết hồi nãy, đây chính là cách viết ngắn gọn cho một cái class model. Okay. Thì đây chính là to-do model của mình. Cái tiếp mình sẽ cần filtering.model.ts. Thì ở trong filtering này mình sẽ có một cái interface filter button. Tại sao mình sử dụng interface? Ok, khi mà các bạn sử dụng class, thì khi mà các bạn muốn khởi tạo một cái class mới, ví dụ trong ở trong đây mình sẽ có thêm một số cái hàm liên quan với tới cái to-do, thì mình sẽ sử dụng class. Và mình muốn gán cho cái giá trị ban đầu là is completed khi mình khởi tạo cái to-do mới này, thì cho nên mình sử dụng class. Còn đối với filter button thì xíu nữa ở dưới cái component của mình á, mình sẽ khởi tạo một cái mảng là filter button và mình sẽ gán giá trị ban đầu cho tụi nó luôn, và tụi nó chỉ có cái khuôn là cái filter button này mà thôi. Thì lúc nào nó cũng chỉ có ba cái button đó cho nên nó không có thay đổi, và mình sẽ sử dụng interface. Thì mình đang nói là mình sẽ có một cái type, cái filter. See filter là gì thì mình sẽ nói. Nó có label là string, nó có is active là boolean, đúng không? Ok, bây giờ mình cần cái filter. Thì filter của mình nó sẽ là một cái enum filter. Mình có all active và completed. Okay. Thì đây chính là cái filtering model của mình. Ok, save. Bây giờ tắt được rồi. Kế tiếp mình muốn đi qua cái local store service. Thì bài nào không nhớ cái provided in root này thì các bạn nên xem lại cái service của video service của mình nhé. Thì ở trong cái local store service này thì mình có cái gì? Đầu tiên là mình có một cái biến là storage, nó là of type storage. Thì cái storage này nó có trong cái TypeScript, cái type node, cái DOM, cái type in DOM của thằng TypeScript nó có sẵn. Thì nó sẽ có cái gì? Ở trong constructor mình sẽ gán cho nó là local storage. Okay. Thì nó sẽ gồm có gì? Mình sẽ copy qua đây. Mình đã có biến sẵn rồi đây. Thì cái local storage service này các bạn có thể sử dụng đi sử dụng lại cho những cái project khác nhau. Thì đây chính là cái local storage của mình. Đó. Thì các bạn để ý là ở đây mình chỉ sử dụng là gì? Set object và lại get value mà thôi. Nhưng mà những cái hàm khác nó sẽ làm việc với lại string. Đó, get, set, get mà là string, hoặc là get object đó cái kiểu. Thì ở đây mình có get value là t. T ở đây nó là generic type. Ví dụ như mình muốn get value to do thì nó sẽ trả cho mình một cái là to do. Remove, clear, đồ này nọ. Thì những cái này là những cái helper. Đó. Và mình xin nói trước là chỉ mình chỉ sử dụng get value và set object mà thôi. Đó. Bạn nào muốn type cái này thì mình sẽ đi từ từ và các bạn cứ pause mà type vào nhé. Đây là JavaScript bình thường thôi, rất là đơn giản, không có cái gì liên quan tới Angular ở đây hết. Đấy, liên quan ở đây đó chính là cái injectable này mà thôi. Ok. Kế tiếp mình sẽ làm việc với mình sẽ làm việc với những cái components của mình. Trước hết thì mình sẽ bắt đầu với lại add component. Hy vọng là trong video này mình sẽ được style được càng nhiều component càng tốt. Thì những cái bước mình sẽ làm là mình sẽ style những cái component của mình trước, sau đó mình sẽ bắt đầu cho nó tương tác với cái service. Ok, thì đầu tiên mình sẽ có trong add component mình sẽ xóa đi hết, và mình sẽ có một cái gì, một wrapper. Cái wrapper thì nó sẽ là deflex, flex column, item center. Đó, thì ba cái này là của Bootstrap. Xíu nữa chúng ta sẽ start cái wrapper này sau. Mình sẽ cần một cái h1 có class là title, thì nó là chính là cái to-do của mình. Kế tiếp mình sẽ cần một cái row,
role là flex container rồi, cho nên mình sẽ thêm cái content center là width 100%. Kế tiếp mình sẽ có một cái to do wrapper và v0 không có padding, nó cũng là một flex container và ở medium size thì là 6 column và ở small size sẽ là 8 column. Ok, và trong này mình sẽ có app header, sẽ là app to do list. Đó, đây là ba những cái component mà mình tạo đó. Footer ở bên ngoài cái row ở bên ngoài cái row thì mình sẽ có small là instruction và text center. Thì mình sẽ có một cái emphasize tag là press enter to add new to do, press arrow icon to toggle to do's. Kế tiếp mình sẽ có hai cái break, rồi mình sẽ có một cái copyright to do's MVC project. Ok, thì sẽ save lại. Đâu, mình phải chạy lại ng serve. Thì trong khi nó chạy lại thì mình sẽ qua đây. Ok, thì nãy mình viết là gì? Đây là cái H1 của mình, và đây là cái row, cái to do wrapper của mình, và đây chính là cái instruction của mình. Ok. Refresh. Ok, thì đây chính là những gì mà chúng ta đã có. Thì bây giờ mình sẽ style lại cái này. Cái bằng vào SSS ra và chúng ta sẽ bắt đầu style. Ở cái wrapper mình cũng muốn nó có width 100%. Ok, thì bây giờ mình có gì? Wrapper. Ở trong wrapper mình có title. Thì mình sẽ có color là RGBA 175 47 15. Kế tiếp mình sẽ có font size là 120 pixel. Kế tiếp mình sẽ có padding là 30 pixel top and bottom và không có bên left and right. Font weight của mình là 100. Đấy, thì đây chính là cái title của mình. Kế tiếp mình có instruction. Thì instruction của mình là BF màu xám nhạt và padding cũng sẽ là 30 pixel không. Margin top mình sẽ là auto. Kế tiếp mình sẽ có cái hình to do wrapper. Thì to do wrapper mình sẽ có box shadow 0.2 pixel. Oops. 0.2 pixel, 4 pixel, 0.1 GBA, 0.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 
Okay. Ở trong cái to-do wrapper thì mình có cái gì, mình có app header đúng không? App header của mình sẽ có height là 40 pixel, cái padding là 1 pixel, border bottom sẽ là 1 pixel solid, RGBA 0 0 0, box shadow và RGBA. Okay, save it. Đó, thì đây chính là cái đây là cái title của mình và đây là cái instructions của mình. Đây là cái header. Các bạn thấy là nó bây giờ hai cái nó là gì? 40 pixel và có bottom, có border bottom. Ok. Đó, kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu style cái thằng header. Ở trong header mình có gì? Ở trong header mình sẽ có là cái deflect align item center và height 100. Kế tiếp mình sẽ có một cái span là icon wrapper. Thì icon wrapper này sẽ có là một cái icon Eva chevron,
tau, đó là cái, đó chính là cái biểu tượng này. Đó. Okay. Thì kế tiếp sẽ có cái hàng to do input của mình. Và bây giờ mình sẽ style thằng header. Thì header cũng rất là ngắn gọn thôi, mình sẽ có là cái icon wrapper của mình. Mình sẽ có là width là 40 pixel, line height là 45 pixel, 45 pixel, có font size sẽ là 40 pixel luôn. Color màu sẽ là màu xám, background sẽ là màu trắng, transition thì mình sẽ có hover 200 millisecond, 250 millisecond, on, ease, in, out. Cái này mình chọn lại, các bạn chọn cái nào cũng được. Mình sẽ có cursor pointer, đúng không? Cursor, oh yeah. Ok, kế tiếp mình sẽ style cái thằng hover của nó là sẽ đổi cái color của nó thành black. Kế tiếp mình sẽ có app to do input thì width 100%. Ok, ở đây mình thiếu, mình muốn có thêm là 200% cho cái icon wrapper và text center. Khi save lại thì các bạn sẽ có được this one. Yep. Ok. Hover and black. Thì đây chính là cái toggle all icon của mình. Kế tiếp mình sẽ style cái input này. Thì qua input, các bạn mở HTML và các bạn mở style ra thì input của mình rất đơn giản thôi. Input của mình chỉ có là gì, một cái input text, wow. Chỉ có một cái placeholder, what needs to be done, what needs to be done placeholder. Okay. Và đây thì chúng ta sẽ có required. Và bây giờ sẽ style cái input này. Quay lại đây thì mình muốn thêm class cho nó là if 100 x 100. Mình muốn style cái input này có outline và none border, không có border, không có outline. Margin left sẽ là 10 pixel, font size sẽ là 35 pixel. Kế tiếp mình sẽ style cái placeholder thì cái color sẽ là một màu đen nhưng mà có opacity nó sẽ trở thành một màu xám. Opacity của mình là 0.5. Bây giờ save lại thì các bạn sẽ có được cái gì? Đấy, các bạn sẽ có được cái header này đúng không? Đây. Rồi. Kế tiếp sẽ là footer. Mình sẽ làm footer xong và như là ngừng video tại đây là được. Thì footer của mình có, footer của mình có cái gì? Thì hồi nãy mình đã nói thì ở trong cái components của mình á, sẽ có ở trong cái footer của mình nó sẽ có ba cái nút là all active với completed, đúng không? Thì ba cái nút đó lúc nào nó cũng chỉ là sẽ là ba nút mà thôi. Thì mình sẽ gán sẽ tạo một cái biến ở trên cái footer component của mình và nó sẽ có tag là một cái mảng filter bind. Và bây giờ mình sẽ gán giá trị cho cái filter bind này luôn, ba cái này. Thì trước tiên là nó sẽ có cái type của nó là filter all. Mình muốn import cái này đó. Ok. Kế tiếp là label, thì label là all. Kế tiếp là is active sẽ là true. Thì cái hàng all khi mà mình muốn cái page nó refresh thì cái hàng is active này lúc nào cũng là true, cái hàng all lúc nào cũng sẽ là active đầu tiên. Kế tiếp là active, label sẽ là active và is active sẽ là false, đúng không? Rồi, cuối cùng sẽ là gì? Completed, đúng không? Có một cái mẹo ở trong VS Code thì các bạn chỉ cần tô đen cái chữ mà mình muốn đổi, sau đó các bạn bấm Command D. Ở trong Windows các bạn bấm Control D, nó sẽ lựa chọn cái reference kế tiếp, cái occurrence kế tiếp. Thì bây giờ các bạn chỉ cần bấm Completed thì nó sẽ đổi và mình sẽ format lại.
đây thì đây là cái filter bun của mình. Ở trong cái footer của mình cũng có length, thì mình sẽ cho nó bắt đầu là bằng 0. Đấy. Bây giờ mình sẽ start được cái footer của mình rồi. Thì footer nó sẽ có một cái class là footer. Cái tiếp nó sẽ là một cái div wrapper. Thì cái div này nó class là position absolute deflects justify contents between và line item center. Mình cũng muốn cho nó thêm có cái style inline style là top 0 bottom 0 left 0 và right là 0. Và mình thêm muốn thêm một 200%. Okay. Thì ở trong cái div này á, mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có là một cái span, nó sẽ là items count. Sẽ có string interpolation là length item. Và mình sẽ có một cái string interpolation tiếp là length. Nếu mà length lớn hơn 1 thì mình sẽ có thêm ts, và không thì không có ts. Thì đây chính là cái length của mình. Kế tiếp mình sẽ có một cái div. Cái div này á, nó giúp cho cái flex này hoạt động. Thì mình có một cái group, đúng không? Đây là một cái item, đây là một cái flex item và đây là một cái flex item. Thì mình sẽ gom cái bên của mình vào cái div để cho nó không bị ảnh hưởng bởi cái flex. Thì đây, ở trong cái bên này sẽ là type, oh, không được ạ, type sẽ là bun, class sẽ là filter bun. Ở đây mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có một cái ng4. Thì ng4 nó là loop qua một cái mảng nào đó và nó sẽ render những cái thành phần dựa trên cái số lượng ở trong cái mảng đó. Thì mình sẽ có là let btn of filter buns. Thì trong cái filter buns của mình có bao nhiêu cái, có bao nhiêu cái bun thì nó sẽ render bấy nhiêu cái element này. Okay. Và mình sẽ có một cái ng class. Mình muốn bài cho nó một cái class là active nếu mà btn của mình đang active, và cái label của mình sẽ là btn.label. Ok, đây là ba cái bun của mình. Kế tiếp mình sẽ có ở ngoài cái div này mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có một cái bun nữa, đó chính là cái clear bun của mình, cái clear completed của mình. Thì mình sẽ có class. Mình cũng muốn nó có cái style giống cái những cái filter bun, và nó sẽ có cái style riêng là clear completed bun, và cái text là clear completed. So save. Ok, hãy gỡ một bây giờ, tại vì nó đang là position absolute. Thì bây giờ mình sẽ style, cái footer này, mình sẽ style cái item count, style cái filter bun và cái clear completed bun này. Ok. Thì trước tiên ở cái footer của mình cũng muốn có width 100%. Và mình sẽ có cái class là footer, position là relative, type là 40 pixel. Mình sẽ có border top. Ok, cái footer của mình có cái border top ở đây. Thì border top của mình là GBA 0001. Ok, và mình sẽ có một cái before. Thì cái before này nó chính là cái những cái shape lớp như thế này. Mình sẽ dùng box shadow. Ok, before thì có content là trống, position là absolute, right là không, bottom là không, và left là không. Đây là bottom. High sẽ là 50 pixel, overflow sẽ là hint, và box shadow. Thì box shadow này mình sẽ copy qua vì nó khá dài. Đây chính là cái box shadow. Mình sẽ pause một chút ở đây cho các bạn copy. Ok, mình sẽ format. Đó, cái box shadow này chính là cái những cái shape up, những cái shape up mà các bạn thấy ở đây. Và bây giờ mình sẽ style tiếp đây. Ok, ở bên trong cái footer này,
mình sẽ có cái gì, mình sẽ có cái filter btn. Thì cái filter btn nó sẽ có padding là 5 pixel, nó có border radius là 0.25 gram, cái transition tại vì nó có cái gì, nó có hover, có 250 millisecond, all is in out, không có outline, và cursor slot pointer, margin right để cho nó có nhìn cách ra một chút, background cũng sẽ là white và border cũng sẽ là white. Ở trong cái filter button mình sẽ có hover và mình cũng sẽ có active. Nếu mà đang hover hoặc đang active thì cái border color của mình sẽ là Bollywood. Kế tiếp mình sẽ có clear completed btn. Thì clear completed btn của mình á, đúng ra là cái visibility của nó sẽ là hidden cho đến khi nào cái có một cái completeness nào đó thì nó mới có, thì nó mới visible thôi. Nhưng vì mình chưa có làm cái đó thì mình sẽ cho nó là thành visible. Khi mà có class visible thì mình bắt đầu chuyển thành visible. Thế mình sẽ có một cái to do ở đây, change to hidden when environment completed to do. Okay. Ngoài ra mình sẽ có cái gì? Items count. Thì items count của mình chỉ có là padding left 1 pixel. Ok, we'll save. Mình sẽ có cái gì? Đó. Các bạn thấy không? Mình sẽ có những cái setup như thế này. Thì clear completed đáng ra nó là nó sẽ là hidden. Đó. Thì mình sẽ hiện thị ở đây. Ok. Video cũng đã dài rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục to do list và to do item ở cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.